Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhựt Audio. Hôm nay thì Nhựt sẽ giới thiệu với anh em một cục đẩy. Và cục đẩy này đến từ thương hiệu APA anh em. Và hiện tại mình đang chơi cục đẩy này với cặp loa 3 tấc của Diatone, mã DS-73D. Và hôm nay thì Nhựt sẽ giới thiệu với anh em về cục đẩy giá rẻ nhưng mà có cấu hình cao này. Cục đẩy này thì sẽ có tên model là 3162 và của thương hiệu là APA. Và con này đang có giá rất là rẻ luôn nha, chỉ với là 4.500.000 đồng. Và chưa hết, anh em sẽ còn được bao ship luôn toàn quốc. Anh em muốn mua thì liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc là Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây là mặt trước của cục đẩy anh em. Sản phẩm thì sẽ có hai channel, channel A và channel B. Và đây là nút nguồn của sản phẩm. Và sản phẩm này đến từ thương hiệu APA. Nói chung APA cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng về các cục đẩy. Rồi, mà nhắc đến đẩy thì chắc chắn anh em sẽ quan tâm rất là nhiều đến công suất của sản phẩm. Đây mời anh em cùng xem. Sản phẩm thì sẽ có công suất là 160W ở mỗi channel anh em. Đây 160W ở hai bên và ở trở kháng là 4 ohm. Còn nếu mà sản phẩm mà chơi mono thì công suất là 320W và ở trở kháng là 8 ohm. Anh em có thể nhìn thấy được ngay tại cái tem cái sản phẩm ở ngay vị trí này, 160W và 160W ở trở kháng là 4 ohm. Tức là khi anh em đánh stereo rồi đánh mono là 320W anh em. 320W một kênh, điện 100V và hàng made in Japan anh em. Và sản phẩm thì cũng sẽ có rất là nhiều cổng kết nối chính hiệu nguồn vào. Anh em có thể lựa chọn là qua jack 6 ly hoặc là qua jack 3 lăng đực cái. Và cấu hình của sản phẩm cũng rất là khủng anh em à. Và công suất thì sản phẩm này sẽ là 320W. Còn đó là công suất thật anh em, chưa kể còn những công suất và khuếch đại anh em à. Ví dụ như là sản phẩm này có cấu hình là chạy tổng cộng là 20 sò Sanken. Anh em biết đấy, sò Sanken là một loại sò rất là xịn, được anh em trong giới audio đánh giá rất là cao trong những dòng sò than anh em à, được trang bị trên rất là nhiều sản phẩm cao cấp. Và sản phẩm này sẽ có một tăng phô rất là lớn và tụ độc nguồn cũng rất là to. Và với sản phẩm này thì anh em dư sức mà chiến với những cặp loa 4 tấc. Anh em chơi 4 loa 4 tấc cũng không phải là vấn đề anh em à. Mà anh em ghép 4 loa 3 tấc cũng rất là ok. Đây mời anh em cùng thưởng thức chất âm của cục đẩy này. Tình yêu đã thể bên em là cặp loa Diatone DS-73D thì cũng phải nói là một cặp loa mà thuộc dòng mà khó tính anh em à. Nhưng mà với cuộc đời APA này vẫn thể đánh bật ra được hết sức âm của cặp loa khó tính này. Và nói chung thì khả năng phối ghép của cục đẩy mà đến từ thương hiệu APA thì cũng rất là xịn sò và dễ dàng. Và con này thì sẽ không kén loa. Anh em ghép thêm mixer để mà hát karaoke hoặc rồi để mà nghe nhạc thì vẫn rất là ok. Rồi, cảm ơn anh em đã dành nhiều thời gian để theo dõi video của Nhựt Audio. Nếu anh em thấy video hay thì đăng ký kênh để ủng hộ Nhựt Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những lần tới.